Hello hello, xin chào cả nhà, lại là nhà P&G đây. Hôm nay nhà P&G sẽ review một quán ăn nổi tiếng ở Houston, quán ăn Việt Nam có tên là Hẻm. Texas là một trong những cái tiểu bang mà có cộng đồng người Việt Nam nhiều nhất nhì ở nước Mỹ. Và đương nhiên đã đi Houston thì không thể nào bỏ qua những cái đồ ăn vặt được. Do not enter, không được ra vào. Chưa về được Việt Nam nhưng qua Houston đi vào cái quán này ăn ta nói nó đã gì đâu á. Có phố Sài Gòn, có cái cảm giác nó vui vui quá mọi người ơi. Vô quán là phải xem menu liền. Trời ơi, nhìn nhiều đồ ăn quá trời, món nào cũng thích. Oh, this one looks good too. Gói Việt Nam. Gói ốc. Wow. Ăn cho street food. Wow, wow, wow. Ông chồng tôi chăm chỉ đọc menu lắm, lựa chọn đủ món. Let's try tôm Thái nha mọi người. Nhìn đã quá, Brian đang thử một miếng nè. Ăn nhanh dễ sợ. It's good. Ngon quá mọi người ơi. Trời ơi, nó ngon, nó chua chua, cay cay. Bởi vì có wasabi nữa mọi người. Nó thông lên cái lỗ mũi luôn. Tiếp theo là gỏi ốc nha. Làm sao có thể bỏ qua cái món này được, cái món ăn yêu thích của tôi. Biết ăn ghê vậy trời. No, ông chồng dễ thương lắm. Thấy tôi vay video á, ông hỏi tôi có cần ông đút ăn không. Mà ăn là phải ăn đúng, là phải bỏ vào cái bánh phồng tôm rồi đút ăn nghe, chứ không có phải là đút gỏi không đâu. Đó, ai mà có người yêu, có chồng và muốn biết thử là chồng có quan tâm mình tới mức độ nào đây. Ăn đồ ăn còn nhớ tới vợ. Có ai nhìn ra cái món tiếp theo là gì không? Trứng vịt lộn xào me đó mọi người. Trời ơi, nó đã ăn rất là đậm vị và thơm luôn. Trứng vịt lộn. Không thiệt lắm. Cái chuyến đi Houston 5 ngày, đây là cái quán ăn yêu thích nhất của mình. Quán ăn đúng chắc là quán ăn chơi. Ăn đồ street food, ăn đồ ăn vặt của Việt Nam, quá đã. Món ngon thì làm sao bỏ qua ông chồng mình được. Cho ăn trứng vịt lộn xào me liền. Trời ơi, ăn một miếng là ông ghiền luôn. Ngon không? Tiếp đây, món ăn chính, món này là của Brian. Trời ơi, order thịt heo quay. Mà người ta làm kiểu thịt heo quay chấm nước mắm, mà mắm chua chua, cay cay, cuốn kiểu Thái, cực kỳ ngon luôn. Ăn kiểu này không muốn đi về luôn đó trời.